đắp đầy sông núi, anh em ta đắp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân gian ta thể chết cho quê hương. Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 2017, là ngày lễ tình nhân tại Hoa Kỳ, Valentine's Day, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 2103 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức với những tin chính sau đây. Tù nhân chính trị Đoàn Huy Chương bị mất tích. Công an Vĩnh Long hành hung các thành viên hội đồng liên tôn. Dân Hải Dương tố cáo một công ty Trung Cộng xả chất độc ra sông. Bộ Môi sinh Việt Nam lại khẳng định vùng biển miền Trung đã trong sạch. Chi tiết những tin chính nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó, chúng tôi có buổi phỏng vấn với Hòa Thượng Thích Không Tánh liên quan đến việc công an tỉnh Vĩnh Long hành hung các thành viên hội đồng liên tôn. Giữa chương trình, mời quý vị theo dõi cuộc hội thoại giữa phóng viên Thái Hòa với luật sư Trần Quốc Hiền để hiểu rõ hơn về những biến động bất thường trên thế giới hơn một năm qua đã ảnh hưởng đến các nước ở Âu Châu như thế nào. Và cuối cùng là phần bình luận của tác giả Nguyễn Huy Vũ, tựa đề Việt Nam trên bờ vực sụp đổ. Với bài bình luận này cũng sẽ khép lại chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt tại Melbourne, Úc Châu. Đồng thời, để vinh danh bà Nguyễn Thị Trí, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Bá Cơ. Trong một diễn biến khó hiểu, tù nhân chính trị Đoàn Huy Chương đã biệt vô âm tính, khiến vợ ông và bạn bè đang vô cùng lo lắng. Cần biết là ông Đoàn Huy Chương, một thành viên sáng lập phong trào lao động Việt, vào hôm qua phải được trả tự do sau khi bị bạo quyền Hà Nội kết án 7 năm tù. Với cáo buộc tuyên truyền chống phá chế độ vào năm 2010. Thế nhưng, bà Chim Thị Tường Mạnh, vợ ông Chương, dù đã đến trại tù G30A ở Xuân Lộc từ sáng sớm hôm qua, nhưng suốt ngày vẫn không thấy bóng dáng của chồng. Theo lời kể của bà Mạnh, thì các cai tù cho biết là trước đó, ông Chương được người cha ruột là mục sư Đoàn Văn Diên đến đón và đưa về nhà ở tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, mục sư Đoàn Văn Diên xác nhận là đã không đón được con mình. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, cùng một thành viên sáng lập khác của phong trào lao động Việt, đã cùng đi đón anh Đoàn Huy Chương, nhưng không gặp, tường thuật như sau. Ngày hôm qua là tôi cùng với gia đình của anh Chương để đón anh Chương trở về. Nhưng mà khi mà đến nơi á, thì công an trại giam đã chặn chúng tôi từ bên ngoài. Và họ mặc thường phục và họ nói rằng là phía bên gia đình nhà anh Chương đã đến đón rồi, đó là ba anh Đoàn Huy Chương, tức là ông Đoàn Văn Diên. Thì họ đưa cho chị Tường Mạnh nghe cuộc điện thoại của anh Đoàn Huy Chương để nói, nhưng mà chị chỉ nghe được vỏn vẹn có bốn chữ là anh được thả rồi, sau đó điện thoại tắt và khóa máy, làm chị không thể liên lạc được. Và bên phía anh Đoàn Huy Tâm, tức là anh của anh Đoàn Huy Chương, thì cũng nghe bên phía công an nói rằng là ba của anh đã đón với người về, cho nên là tất cả mọi người đều đi về để chờ đợi. Tuy nhiên trên thực tế thì họ đã dùng cái cách ly gián tình cảm vợ chồng của anh Chương, không thể cho anh Chương tiếp xúc được hai đứa con và làm cho vợ anh Chương đau khổ mà phải bỏ về. Riêng đoàn người của chúng tôi sẽ ở lại thêm một tiếng nữa để chờ tin, nhưng cũng không có một cái tin tức nào. Thì đến trưa cùng ngày, bên phía ông Đoàn Văn Diên có liên lạc với một số người cho biết là ông không thể đón được con và không có cách thức nào để có thể gặp được con của mình. Tới chiều tối cùng ngày thì ông Đoàn Văn Diên lại liên lạc vào trại giam và họ trả lời rằng là đã đưa anh Chương và đã đến Trà Vinh. Thế nhưng chị vợ anh Chương là chị Tường Mạnh đang ở Trà Vinh và trả lời là
chưa thấy được một cái tin tức nào của chồng. Và tới sáng nay thì Minh Hạnh không nhận được tin từ phía gia đình cũng như là phía tin tức ở nơi khác về anh Trương ạ. Bốn thành viên lãnh đạo hội đồng liên tôn đã bị công an Vĩnh Long câu lưu và hành hung suốt 3 giờ đồng hồ vào hôm qua. Một lực lượng công an Vĩnh Long lên đến 30 người bất ngờ ập vào tư gia ông Lê Văn Sóc khi một số thành viên khác của hội đồng liên tôn đang ăn trưa trong buổi họp mặt đầu năm. Sau khi kiểm tra giấy tờ thì công an ra lệnh cho Hòa Thượng Thích Không Tánh, chính trị sự Hứa Phi, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng và linh mục Lê Ngọc Thanh phải lên đồn làm việc. Tại trụ sở công an xã, bốn người bị tách ra thẩm vấn riêng suốt 3 tiếng đồng hồ. Một tay an ninh đã mạt sát thẳng thừng các tu sĩ này và tuyên bố việc thành lập hội đồng liên tôn là bất hợp pháp. Khi chánh trị sự Hứa Phi lên tiếng tranh cãi thì bị đám côn đồ đánh đến ngất xỉu. Trước khi đến nhà ông Sóc, hội phó Phật giáo Hòa Hảo Vĩnh Long cùng phái đoàn cũng bị cảnh sát giao thông chặn lại với cáo buộc vi phạm giao thông và bị ép buộc phải đến trụ sở xã. Nhưng các thành viên không đồng ý và xuống xe đi bộ đến nhà ông Sóc. Trên đường đi, một nhóm côn đồ xuất hiện và lao đến đánh đập, khiến một người bị gãy răng và một người khác bị tét ra tay, điện thoại cũng bị cướp. Giới báo chí Lầy Đặng vào hôm qua loan tin là người dân xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, lên tiếng tố cáo một công ty dệt Trung Cộng đã lén lút xả chất thải độc hại ra con sông Rạng, nguồn nước sinh hoạt của hàng ngàn gia đình ở ba xã Lai Vu, Cộng Hòa và Ái Quốc. Theo lời tố cáo, thì kể từ tháng 12 năm ngoái, xung quanh khu công nghiệp Lai Vu bốc mùi hôi thối nồng nặc. Người dân tự đi tìm nguyên nhân và phát giác ra nguồn nước thải đang đặt đến từ đường ống xả thải của công ty dệt Pacific Crystal của Trung Cộng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mức độc hại rất cao. Chủ tịch xã Lai Vu cũng cho biết là trước đây trên sông Rạng cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, nhưng xã không có thẩm quyền giải quyết vì nhà máy Trung Cộng thuộc quyền kiểm tra của Trung ương. Trong khi đó, thì hai ngày qua, hơn 7 cây số bờ biển tỉnh Quảng Nam xuất hiện các dầu vón và chai lọ Trung Cộng dạt lên bờ với mức độ dày đặc. Người dân cho biết là lớp rác thải này xuất hiện từ trước Tết âm lịch, chứ không phải chỉ diễn ra từ ngày 6 tháng 2 như nhà cầm quyền thông báo. Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam vừa gửi đi công văn yêu cầu nhà cầm quyền 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên phải thông báo cho người dân là vùng biển miền Trung đã trở lại trong sạch và an toàn. Công văn mang số 380 mang chữ ký của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, người chủ trì cuộc họp báo vào năm ngoái để bênh vực cho Formosa khi đổ tội cho Thủy Triều Đỏ là thủ phạm của hiện tượng cá chết hàng loạt tại ven biển 4 tỉnh nói trên. Trong khi đó thì 600 giáo dân của giáo xứ Sông Ngọc dưới sự hướng dẫn của linh mục Nguyễn Đình Thục vào hôm nay sẽ tiếp tục kéo đến trụ sở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để nạp đơn kiện đòi bồi thường vì thảm họa Formosa. Cần biết là nhà nước Việt Nam không liệt kê Nghệ An vào các tỉnh bị thiệt hại, mặc dù huyện Quỳnh Lưu cũng diễn ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở ven biển. Thưa quý thính giả, như tin chúng tôi đã loan, công an tỉnh Vĩnh Long lại dở thói côn đồ, hành hung và đánh đập các thành viên của hội đồng liên tôn khi các vị chức sắc đi chúc Tết Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại đây. Từ Vĩnh Long, Hòa Thượng Thích Không Tánh kể lại sự việc như sau. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam. Dạ vâng, kính bạch Hòa Thượng, chúng con được biết là Hòa Thượng cùng các vị trong hội đồng liên tôn đã bị công an tỉnh Vĩnh Long câu lưu và hành hung đó, thì xin Hòa Thượng tường thuật lại sự việc diễn ra làm sao thưa Hòa Thượng. Dạ vâng, dạ, xin kính chào anh Quang Nam, kính chào tất cả quý khán thính giả ở đài Đáp Lời Sông Núi. Cũng nhân dịp đầu năm thì quý chức sắc trong hội đồng liên tôn tổ chức đi thăm viếng chúc Tết lẫn nhau. Chúng tôi gồm có thì tôi với Linh Mục Thanh, với mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, với lại với chánh trị sự Hứa Phi. Đầu tiên thì xuống dưới Vĩnh Long á thì ghé thăm quý chức sắc đại giáo ở bên tòa Thánh Tây Ninh.
quý chánh trị sự Bạch Phụng, chánh trị sự Nguyễn Kim Long, có sự hiện diện của một số quý chức sắc hầu đài của Vĩnh Long. Thì sau khi thăm, chúng tôi cùng nhau để mà đi đến chúc tết mới quý bên phía giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuận Thí Việt Nam. Thì khi xe đoàn của chúng tôi xuống cho đến cách cái chỗ mà cái địa điểm mà của nhà của đạo huynh Bùi Văn Luốc là chánh hội trưởng của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuận Thí của Vĩnh Long á, thì lúc bây giờ thì là công an cảnh sát gì cơ động ra chặn xe lại. Dạ vâng, kính bạch hòa thượng, lực lượng công an này họ có đưa ra lý do vì sao mà họ chặn xe của phái đoàn hòa thượng lại không thưa hòa thượng? Họ lấy cớ là hôm nay xe đi vi phạm vậy đó, nhưng mà sự thật thì là quý bác tài đây là họ hoàn toàn có vi phạm vậy đó, nhưng mà lấy cớ như vậy thôi. Đồng thời họ cũng đòi mời tài quý chức sắc vào đồn công an ở gần đó để mà làm việc. Thì bên đây thì là quý chức sắc nhất không chịu bởi vì cái việc này vô lý, nhưng mà họ không có cho xe đi, cho nên chúng tôi mới đề nghị thì tất cả xuống xe mình cùng đi bộ, bởi vì từ cái chỗ đó cho đến cái chỗ nhà của vị hội trưởng tỉnh Vĩnh Long là chỉ khoảng còn 3 cây số nữa này. Và đó cũng là coi như cũng đông đủ, nhưng mà thấy lại thì còn thiếu cách hai vị chức sắc Phật của đại cao đài, vì nguyên do là vì hai cái vị thầy đi phía sau kể công an nó dưới hình thức nó giả dạng công đồ á, nó chạy nó chặn lại rồi thì nó hành hung đánh hai vị này, trong đó có một vị là coi như nhảy răng, một vị thì bị nặng ở trong người, đồng thời nó chặt cả đồng hồ, rồi cả mấy điện thoại với lại cả giấy tờ, và có một đạo hình nó có 3 triệu thì nó cũng giật nó lấy luôn. Thì khi mà chúng tôi cầu nguyện tưởng niệm cái chuyện xong rồi thì dùng cơm, thì công an ập vào rất đông, họ bao vây hết nhà của đạo huynh Luốc, mời tất cả quý chức sắc là về đồn công an để làm việc. Thì lúc bây giờ thì bên phía quý chức sắc không ai chịu đi hết á, thì như vậy dằn to như vậy là 1 tiếng đồng hồ á, cuối cùng á tự nhiên rồi người mà để bớt ra nó bây giờ thôi chỉ đề nghị là đã cần là mời 4 vị thôi, trong đó là có tôi với Đinh Mục Thanh, Sư Nghĩa Minh Hùng và Chánh Trị Sự Hữu Phi, và 4 vị này là phải lên làm việc để đó. Thì bên nay thì chúng tôi cũng không có đồng ý bởi cái chuyện nó vô lý, nhưng mà rồi cuối cùng là họ đông lắm, mà nếu mà không đi rồi thì họ hưởng chế áp lực rồi này nọ. Thì lúc bây giờ chắc thì cứ thi ra đề nghị, nếu bây giờ bắt chúng tôi đi thì bây giờ mấy vị cứ đem cái còng tới còng chúng tôi chứ có cớ gì mà tự không mà lại lại đi. Họ mới tràn vào và chuyên cái tiền sự phi, rồi họ đẩy chúng tôi cuối cùng chuyên cái này bị ra lên xe, rồi quý chúng tôi đẩy chúng tôi lên trên xe đó, rồi trở về một cái đồn công an của văn phòng của gần đó ở cái huyện Bình Minh đó. Dạ vâng, kính bạch hòa thượng, khi mà về đồn công an huyện Bình Minh đó thì sự việc diễn tiến ra sao thưa hòa thượng? Thì về đó thì họ cách đi chúng tôi ra mỗi người một phòng, và để mà bắt vợ đầu làm việc biên bán các thứ. Thì riêng phần chúng tôi thì tôi không làm việc, thì chúng tôi nói bây giờ đã bắt về đây thì cứ giao việc muốn làm gì làm chứ, khi nào đưa chúng tôi ra tòa thì chúng tôi mới trả lời trước tòa thôi. Còn riêng về bên phía mục sư Nguyễn Minh Hùng thì cũng mục sư cũng trả lời, cũng cãi cọ với công an. Thì riêng cái tiền sự hưu phi thì phản đối lại, cũng trả lại đó là đẹp đó, thì hình như nó có một anh công an và sau được biết là nó lôi đánh thị sự đâu mấy lôi đánh, và sau đó thì đánh thị sự hoặc quá thì xíu thôi, rồi ngồi ở phòng đó. Khi chúng tôi ra thấy đánh thị sự ngồi ở trong cái góc phòng đó. Sau đó thì họ có công bố như thế này, nói rằng là chúng tôi là được cái quần chúng nhân dân người ta phốt, người ta
hình ảnh là nói rằng có một số người lạ ở nơi khác về đây gây rối trật tự, mất an ninh trật tự địa phương. Kính bạch Hòa Thượng, trong cuộc giằng co với công an ở địa phương ở đây đó, thì Hòa Thượng có ghi nhận là có những vị nào bị thương tích gì không, thưa Hòa Thượng? Thì ở đây thì cũng chỉ rất tội nghiệp là có hai chánh địa sự của Cao Đài, của tỉnh Vĩnh Long là một vị đắc giải dân, rồi lại bị cướp mất đồng hồ, rồi mấy điện thoại, cả cái bóp giấy tờ tiền bạc nữa. Rồi còn chánh thị nữ Phi thì cũng bị hành hung như vậy đó, thì cũng nói thì sau đó thì họ đưa chúng tôi xe, thì lúc bây giờ thì cũng đã 5-6 giờ chiều rồi, 5 giờ chiều. Dạ vâng, thay mặt quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, chúng con xin kính chào Hòa Thượng Thích Không Tánh, xin cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, xin cảm ơn anh Quang Nam, cảm ơn tất cả quý khán thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Dạ. Thưa quý thính giả, từ hơn một năm nay, thế giới có những biến động bất thường. Để tìm hiểu những biến động có ảnh hưởng đến các nước ở Âu Châu, mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Thái Hòa với luật sư Trần Quốc Hiền. Luật sư Hiền hiện đang định cư ở Hà Lan. Minh Nguyệt xin nhường lời cho anh Thái Hòa. Chào luật sư Trần Quốc Hiền. Tôi là Thái Hòa, phóng viên Đài Đáp Lời Sông Núi. Rất mong được nói chuyện với luật sư. Xin chào anh Thái Hòa và chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi ạ. Thưa luật sư Trần Quốc Hiền, anh đang sống tại Âu Châu, xin anh cho quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi biết ít lâu nay tại Âu Châu có những cái biến cố nào đặc biệt đáng quan tâm không thưa anh? Thưa anh, ở châu Âu hiện nay nói về các biến cố, có lẽ cái biến cố mà lan từ Mỹ sang đó là vấn đề Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ mới ban hành sắc lệnh cấm các cái công dân của 7 quốc gia Hồi giáo và ngưng tất cả các việc những di dân tị nạn ở các xứ sở khác đó được vào Hoa Kỳ. Vấn đề đó đang lan rộng ở bên châu Âu, chứ là cũng có một số các nước người dân họ tổ chức các cái cuộc phản đối sắc lệnh này. Thêm nữa đó, hôm 3 tháng 2 vừa rồi đó, toàn châu Âu họ họp hội nghị thượng đỉnh ở Malta. Trong cuộc họp này, các nước thành viên châu Âu đó, 28 nước đó, họ bàn về vấn đề nóng bỏng nhất là vấn đề nhập cư, là chủ đề chính nổi trội nhất trong cái cuộc họp thượng đỉnh này. Theo số liệu thì người dân ở châu Âu đó, họ phải chịu đựng làn sóng di dân đó đến nhiều nhất là từ Libya, nơi xuất phát đa số người Địa Trung Hải để sang nước Ý. Đã có hơn 180.000 người châu Phi tới Ý vào năm ngoái, trong đó có 25.000 trẻ em chỉ đi có một mình thôi. Và hơn 4.500 người đã thiệt mạng trên đường vượt biển, họ đã không đến được bến bờ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó là cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về vấn đề thanh lọc những người mà tị nạn hoặc là có cái phần khắt khe hơn những người mà vào nước Mỹ. Thì đồng thời ở châu Âu họ cũng đang đối diện với tình trạng tất cả các sắc tộc di dân đều có trà trộn các thành phần khủng bố. Và chúng ta thấy rằng đó là cái hậu quả ở châu Âu, đó là những nước mà gánh chịu chẳng hạn như Pháp, Đức và Bỉ thì đã chịu những cái cuộc khủng bố vừa qua như chúng ta đã biết. Như vậy chúng ta thấy rằng một mặt có một cái làn sóng mà chống lại cái vấn đề mà nhập cư nhân dân, cái vấn đề nhân đạo, nhưng mà một mặt khác đó thì giới cầm quyền đó họ âm thầm họ bàn luận về các cái giải pháp để mà ngăn chặn cái dòng nhập cư, nhất là bên châu Âu. Như vậy rõ ràng là chúng ta thấy hiện nay những nhà lãnh đạo mà mang cái bộ mặt coi như là hai mặt đó, lá phải lá trái, tức là đóng vở kịch là đạo đức đó, thì có vẻ xuất hiện nhiều hơn ở châu Âu và cả ở Mỹ nữa ha. Như vậy thì thưa luật sư, anh có đồng ý với giải pháp của Tổng thống Donald Trump là phải thanh lọc rất là kỹ những người nhập cư vào Hoa Kỳ không thưa anh? Thưa anh, đối với cá nhân tôi thì tôi nghĩ Tổng thống Donald Trump có những cái lý do để mà làm thực hiện cái sắc lệnh này. Tuy nhiên nó cũng đụng chạm đến một số các cá nhân hoặc là đoàn thể hoặc là một số các vấn đề của những cái người di dân khác cũng bị ảnh hưởng. Đương nhiên rằng trong một cái sắc lệnh thì có cái người được hưởng lợi và cũng có người bị ảnh hưởng. Bây giờ một cái thực tế đó là bên châu Âu thì mới ngày 3 tháng 2, 2017 đây thôi đó, nước Pháp đã hứng chịu một cái cuộc tấn công khủng bố của một thanh niên Ai Cập qua Pháp du lịch bằng thẻ visa du lịch đó, và tấn công một người lính đang canh giữ ở trước viện bảo tàng Louvre đó, và người tấn công Ai Cập đã bị người lính này bắn bị thương. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái mối đe dọa của khủng bố là nó hiện hữu, nó thật sự nó có. Và như vậy đó, Tổng thống Donald Trump đã có những cái lý do chính đáng để bảo vệ đồng bào của ông ta, cũng như là những nước châu Âu đó
tuy rằng đã kêu gọi mở cửa để tiếp nhận những người tị nạn, tuy nhiên cái nỗi lo sợ về khủng bố nó vẫn tràn ngập trong đầu óc của những người lãnh đạo. Chính vì vậy họ có cái vẻ không có được thật lòng trong cái vấn đề này. Thà rằng là họ đưa ra những chính sách giống như là ông Donald Trump, tức là thành lập cho thật kỹ càng trước khi vào, chứ không có làm như kiểu mà của nước Đức đó, cho vào cả hàng triệu người. Nhưng mà cuối cùng nó gây ra tình trạng khủng bố ở trong nội địa của châu Âu. Tôi nghĩ rằng những người quan tâm đến sự an toàn đó, thì cũng có cái suy nghĩ như tôi cho rằng ông Trump đó là có những cái lý do chính đáng để mà ông ta hành động như vậy chứ. Quả thật, các nhà lãnh đạo tại Âu Châu cũng như là Hoa Kỳ đang phải đối diện với cái sự xung đột giữa hai giá trị. Một là sự đòi hỏi của đạo đức là phải yêu thương và tiếp nhận những người tị nạn đang gặp những cái trường hợp rất là nguy hiểm đến tính mạng của mình và tìm cách thoát thân để sống còn. Hai là bổn phận phải bảo vệ cái sự an toàn cho đất nước và công dân của mình mà mình có trách nhiệm phải bảo vệ. Nếu trong số những người tị nạn kia không bị trà trộn bởi những cái phần tử khủng bố thì hai giá trị đó không xung đột lẫn nhau. Nhưng đằng này nếu cho những người tị nạn vào đất nước của mình thì đành phải chấp nhận cho cả những cái phần tử khủng bố vào nữa. Những cái phần tử này rất là nguy hiểm cho người dân mà mình phải bảo vệ. Do đó nếu quá coi trọng giá trị đạo đức cương người thì dễ trở thành ngu xuẩn, mà quá coi trọng bổn phận bảo vệ đất nước thì dễ trở thành độc ác. Vì thế phải làm sao để dung hòa giữa hai giá trị đó. Cho nên tôi đồng ý với lập trường của Tổng thống Donald Trump là phải cẩn thận thanh lọc những người đến tị nạn, không để những cái phần tử khủng bố lọt vào Hoa Kỳ. Điều đó không có nghĩa là hoàn toàn từ chối không chấp nhận những người tị nạn, mà là chấp nhận một cách cẩn trọng và khôn ngoan. Thưa luật sư Trần Quốc Hiền, ngoài những cái việc vừa kể đó thì còn có biến cố nào khác đáng chú ý không thưa anh? Vâng, thưa anh, bàn thêm một chút xíu về vấn đề châu Âu. Như anh biết đó, thì nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đó, nó cũng là một trong những cái tác động mà phải nói rằng có cái tính dây chuyền. Một số các cái nước Tây phương có kinh tế mạnh, chẳng hạn như ở Bắc Âu thì có Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch. Và như Hà Lan ở đây cũng vậy, họ tăng trưởng kinh tế trong năm nay nó tương đối khá hơn các nước khác. Phải nói rằng các cái đảng phái cực hữu đó, thuộc cánh hữu đó, hiện nay họ đang có tiến trình trưng cầu dân ý để có khả năng rút chân ra khỏi châu Âu theo gương của nước Anh. Tại vì các cái nền kinh tế lớn như Pháp chẳng hạn, năm nay tăng trưởng kinh tế của Pháp chỉ có 1,1% thôi, và cao nhất ở trong châu lục đó thì lại thuộc về Lithuania. Nước này mới gia nhập Liên minh châu Âu, GDP cao nhất của họ là tới 8,6%, Thụy Điển thì cũng đạt được 5%, Tây Ban Nha là 3,6%. Tuy nhiên nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức đó thì chỉ đạt được có 0,9%, rất là khiêm tốn, nhưng mà lại là cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái vấn đề Brexit trong năm nay đã được sới lại, và nếu như nước Đức đầu tàu mà họ không có cái kế hoạch để giữ chân các cái thành viên đó thì vấn đề tan rã của châu Âu nó cũng có thể sẽ diễn ra trong năm nay đó thưa anh. Xin chân thành cảm ơn luật sư Trần Quốc Hiền. Chúc anh và gia đình luôn an vui, mạnh khỏe và hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn anh Thái Hòa và xin kính chào quý khán giả Đài Đáp Lời Sông Núi. Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Thưa quý thính giả, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thật không giống ai, chỉ làm giàu cho đảng tham ô và đưa đến sụp đổ kinh tế toàn diện. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Nguyễn Huy Vũ với tựa đề Việt Nam trên bờ vực sụp đổ, sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Việt Nam đang ở trong một trạng thái hiểm nghèo chưa từng có, và đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi mà Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ từ kinh tế lan sang chính trị. Sự bi đát của tình trạng Việt Nam bề ngoài là thể hiện ở chỗ ngân sách gần như kiệt quệ. Lần đầu tiên trong lịch sử, các khoản chi cho Tết đã bị cắt giảm hết mức, từ các chi phí trang trí cho đến tiền dành để bắn pháo bông. Không những ngân sách cạn kiệt, mà lượng dự trữ ngoại hối cũng suy kiệt theo. Trước hết, hãy nói về dự trữ ngoại hối. Dự trữ ngoại hối được đưa ra bởi Ngân hàng Nhà nước cho các báo là tăng và ở khoảng 40 tỷ Mỹ Kim. Tuy vậy, không ai tin đây là con số trung thực, mà dự đoán dự trữ ngoại hối hiện nay chỉ trong khoảng 20 tỷ Mỹ Kim. Tại sao lại như vậy? Dòng ngoại hối chuyển vào Việt Nam phụ thuộc vào 6 nguồn chính. FDI, tức là đầu tư trực tiếp ở ngoại quốc, rồi đến viện trợ,
kiều hối, bán dầu mỏ, xuất cảng và tài chánh chuyển vào. Tuy vậy, cả năm nguồn đầu trong năm qua đều giảm trầm trọng và đang có xu hướng là sẽ tiếp tục giảm trong các năm tới. Thứ nhất, FDI giảm vì số phận của TPP coi như chấm dứt khi tân Tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump đã tuyên bố dẹp TPP. Thứ hai, Việt Nam đã được đưa ra khỏi danh sách nước nghèo nên không còn nhận viện trợ mấy nữa. Thứ ba, kiều hối về Việt Nam đã giảm so với trước, bởi vì người Việt hải ngoại gửi tiền về Việt Nam có hai mục đích chính là giúp người thân và đầu tư. Nhưng với tình trạng kinh tế Việt Nam có quá nhiều rủi ro hiện nay, từ nguy cơ phá giá tiền đồng đến nền kinh tế có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nên nhiều người không còn muốn đầu tư ở Việt Nam nữa. Thứ tư, nguồn thu từ dầu mỏ cũng không còn nữa. Mức giá dầu thế giới nằm trong khoảng 50 Mỹ Kim một thùng, chỉ đủ bù vào chi phí khai thác dầu ngoài khơi của Việt Nam. Thứ năm, ngành xuất cảng chính yếu của Việt Nam là các hàng nông sản và thủy hải sản, nhưng biển ô nhiễm ở miền Trung coi như đặt dấu chấm hết cho ngành xuất cảng thủy sản nước mặn Việt Nam. Và cuối cùng, nguồn thu từ tài chánh thông qua việc bán các tài sản trong nước cho các tổ chức ngoại quốc và vay mượn. Tuy vậy, ngay cả việc bán hết khoảng 10 công ty lớn nhất Việt Nam mà nhà nước đang nắm giữ cũng chỉ đem lại một khoản tiền 7 tỷ Mỹ Kim, thấp hơn nhiều so với con số 12 tỷ Mỹ Kim mà nhà nước phải trả nợ trong năm 2016. Các dẫn chứng trên cho thấy rằng nguồn thu ngoại tệ của Việt Nam đang sụt giảm nhanh chóng và khó có thể hồi phục trong khoảng thời gian vài năm sắp tới. Trong năm nay 2017, Việt Nam cũng sẽ phải đối diện với mức trả nợ hơn 10 tỷ Mỹ Kim như năm ngoái, và khi mà mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam dưới 20 tỷ Mỹ Kim, thì Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính bất cứ lúc nào, khi mà thị trường đòi rút ngoại tệ gây áp lực phá giá tiền đồng. Chính vì nỗi sợ đó mà nhà cầm quyền đang ráo riết tìm các phương kế để tăng dự trữ ngoại hối. Sự suy kiệt ngân sách nhà nước bắt nguồn bởi sự khủng hoảng kinh tế từ vài năm trước, và nay có thêm sự sụp đổ của kinh tế miền Trung bắt nguồn từ thảm họa biển chết bởi Formosa. Sự khủng hoảng kinh tế trầm trọng kéo theo nguồn thu ngân sách cạn kiệt. Do đó, để làm tăng ngân sách, nhà cầm quyền một mặt giảm chi tiêu, mặt khác đang cố gắng tạo ra các nguồn thu mới bằng cách tăng thuế. Mức tăng thuế môi trường đánh vào xăng là một thí dụ. Tuy vậy, việc tăng giá xăng lại sẽ kéo theo sự tăng mạnh của lạm phát, vốn đã cao do nặng in tiền quá nhiều để chi tiêu của chính phủ. Sự tăng mạnh của lạm phát đến lượt nó sẽ kéo theo các bất ổn toàn diện và khiến nền kinh tế nhanh chóng mất kiểm soát rồi sụp đổ. Ngược lại, nếu chính phủ không nhanh chóng kiếm một nguồn thu ngân sách bổ sung, thì họ sẽ phải đối mặt với một ngân sách trống rỗng không đủ trang trải cho các hoạt động của bộ máy chính phủ, và cũng phải đối diện với sự phá sản. Cả hai mặt trận, ngân sách chính phủ và dự trữ ngoại hối, khiến nhà cầm quyền đang đối mặt với một tình thế hết sức hiểm nghèo, và nền kinh tế có thể sụp đổ nhanh chóng trong những tháng ngày tới. Có lẽ chính vì đối diện với nỗi lo sợ đó mà ông Tổng Bí Thư vội vã đem một phái đoàn sang diện kiến Bắc Kinh và ký kết một lúc 15 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặng mong Trung Cộng giúp đỡ trong những thời khắc điêu linh của đất nước. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Trí, sinh năm 1958, bị bắt ngày 8 tháng 7 năm 2014 với bản án 3 năm tù giam và 2 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.